Vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2023, tổ công tác trạm kiểm soát biên phòng cảng Bãi Vòng thuộc Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông trong quá trình làm nhiệm vụ tại bến phà Thạnh Thới thì phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 65C10808 do THT sinh năm 1990, quê quán tỉnh Đồng Tháp có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, xe tải này đăng ký vận chuyển hàng hóa thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày từ đất liền ra đảo, nhưng trong xe lại có nhiều thùng xốp. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong các thùng xốp cất giấu rất nhiều thuốc lá ngoại. Qua kiểm đếm có tổng cộng 3.460 gói thuốc nhãn hiệu Hero và Jet. Hiện lực lượng biên phòng phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo luật định của pháp luật.